Và thưa quý vị, ngay sau đây là bản tin chi tiết cho phần tin Việt Nam sẽ được mở đầu với Hoàng Quân. Hoàng Quân xin được mở đầu với phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, Cộng hòa Czech trao cho Đức một nghi phạm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Một người đàn ông Việt Nam bị nghi có liên quan tới vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vừa được cảnh sát Cộng hòa Czech trao cho Đức vào ngày 23 tháng 8. Hãng tin AP trích lời công tố viên Liên bang Đức cho biết người đàn ông có tên là Long bị bắt vào ngày 12 tháng 8 vừa qua. Người này đã thuê một chiếc xe hơi 7 chỗ vào ngày 20 tháng 7 tại thủ đô Praha và sau đó tới Đức. Chính chiếc xe này được cho là đã chở nhóm người bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại thủ đô Berlin sau đó. Theo công tố Liên bang Đức thì nghi phạm bị cáo buộc làm gián điệp và tòng phạm trong việc bắt giữ phi pháp. Trên tờ báo bằng Việt ngữ tại thủ đô Đức thì nhà báo Lê Trung Khoa cho biết người đàn ông này tên là Nguyễn Hải Long, hiện có một văn phòng làm dịch vụ chuyển tiền tại khu chợ Sapa của người Việt tại thủ đô Praha, Cộng hòa Czech. Ông Trịnh Xuân Thanh từng là một quan chức cao cấp của ngành dầu khí Việt Nam đã đào thoát sang Đức hồi năm ngoái sau khi bị cáo buộc tham nhũng. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không từ chức. Theo lãnh đạo Bộ Y tế cho biết không hề có chuyện bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế nộp đơn từ chức như tin đồn đã lan truyền trên mạng. Và đồng thời cho biết những tin tức nói rằng bà Bộ trưởng hậu thuẫn cho công ty VN Pharma buôn lậu thuốc giả chữa trị ung thư là tin đồn ác ý. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang chịu áp lực từ dư luận muốn bà phải từ chức. Theo những tin tức mà chúng tôi thu thập được, công ty VN Pharma nhập cảng 200.000 hộp thuốc chuyên chữa trị bệnh ung thư. Tuy nhiên, các loại thuốc này đều không rõ nguồn gốc. Loại thuốc đặc trị này chưa được nhập khi có sự chỉ thị trực tiếp từ bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Trong nhà lãnh đạo của VN Pharma có ít nhất 2 người, nhà của nhà bà Bộ trưởng là Hoàng Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc và Hoàng Quốc Cường là Cố vấn. Trong vụ xét xử VN Pharma, cả hai người nói trên đều không có tên trong danh sách bị cáo. Trong số 9 người bị khởi tố trước đó cũng không hề có tên hai người này. BOT nơi nhiều rủi ro tham nhũng nhất. Thưa quý vị, các dự án giao thông BOT là nơi có nhiều rủi ro tham nhũng nhất. Ông Đặng Huy Đông là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói như vậy trong một cuộc tọa đàm mang tên Giảm gánh nặng chi phí thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển do Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tổ chức. BOT có nghĩa là chủ đầu tư bỏ tiền ra xây dựng cầu đường, thu tiền trong một thời gian được quy định để lấy lại vốn lẫn lời, rồi sau đó chuyển giao cho nhà nước. Theo ông Đông thì việc phê duyệt các dự án BOT phần nhiều dựa trên những quan hệ quen biết và được nhận xét rất chung chung. Ông đặt câu hỏi là tại sao người dân bình thường có thể tính toán được chi phí xây dựng một đoạn đường nào đó trong khi nhà nước thì không? Chuyện này dẫn tới việc cho phép thu phí rất cao trong một khoảng thời gian rất dài. Ngoài ra, ông Đông cũng nói là trong khi phê duyệt các dự án, các thông tin về chi phí cũng như tiền thu từ các trạm thu phí dựa trên số lượng xe lưu thông cũng không bao giờ được công bố. Xin nhắc lại là trong thời gian qua, dân chúng đã phản ứng rất mạnh mẽ chuyện các trạm thu phí đường bộ thu tiền quá cao và đặt quá gần nhau. Ân xá quốc tế kêu gọi hành động khẩn cấp cho cựu tù nhân Nguyễn Bắc Truyển. Nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển hiện đang mất tích, có nguy cơ chịu tra tấn và cần có hành động khẩn cấp về trường hợp này. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International ra thông cáo với nội dung chính như vừa nêu vào ngày 22 tháng 8. Theo như tổ chức này, thì cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển được nhìn thấy lần cuối vào ngày 30 tháng 7 sau khi đưa vợ đến văn phòng làm việc ở Sài Gòn. Mặc dù theo truyền thông chính thức của nhà nước thì ông này bị cơ quan chức năng bắt giữ, nhưng sau hơn 3 tuần vợ ông vẫn chưa nhận được văn bản xác nhận nào từ phía cơ quan công an về cáo buộc đối với ông hoặc về nơi ông bị giam giữ. Ân xá quốc tế nêu rõ ông này có nguy cơ bị tra tấn, bị những hình thức ngược đãi khác hay không được điều trị y tế cần thiết. Truyền thông chính thức nhà nước Việt Nam loan tin khi bắt giữ 4 cựu tù chính trị Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển vào ngày 30 tháng 7, rằng ông này bị bắt vì tiến hành những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Ân xá quốc tế nhắc lại tội danh vừa nêu thuộc phần gọi là an ninh quốc gia bị cho là mơ hồ của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Gia hạn điều tra lần 2 nhà hoạt động Lưu Văn Vinh. Thưa quý vị, cơ quan chức năng Cộng sản Việt Nam gia hạn điều tra lần 2 đối với nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Lưu Văn Vinh. Tổ chức The Defender cho biết vào hôm 23 tháng 8, theo đó thì trong công văn này vào ngày 18 tháng 8 gửi cho vợ ông Lưu Văn Vinh, thì thời gian điều tra lần thứ 2 là từ ngày
4 tháng 7 cho tới cuối tháng 10. Thời gian điều tra lần gần nhất đối với ông Lưu Văn Bình kết thúc vào ngày 3 tháng 7 vừa qua với quyết định gia hạn điều tra lần thứ hai. Nhiều hoạt động Lưu Văn Bình sẽ bị biệt giam ít nhất cho tới cuối tháng 10. Trong thời gian này thì ông không được gặp gia đình cũng như luật sư. Ông Lưu Văn Bình, 49 tuổi, bị bắt từ tư gia vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái. Ông là người sáng lập tổ chức có tên là Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết. Trong cùng vụ có gần 10 người bị bắt với ông Lưu Văn Bình. Quảng Ngãi đã dẫn đầu số tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Vào năm 2016 có 24 tàu cá với 336 thuyền viên. 6 tháng đầu năm 2017 có 13 tàu cá bị bắt giữ với 191 thuyền viên bị bắt vì xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Đó chính là số liệu được cung cấp trong buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám cùng đoàn công tác với chính quyền xã và người dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 23 tháng 8. Chỉ trong vòng một tháng qua, thì xã này đã có tới 14 tàu cá với hàng trăm ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công, đâm chìm hoặc là cướp tài sản. Trong khi đó, trong vòng 5 năm qua, cả tỉnh Quảng Ngãi có 126 lượt tàu cá với hơn 1.500 ngư dân bị bắt. Tính riêng nửa đầu năm nay, số tàu bị bắt của tỉnh này là 98. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết thời gian gần đây, phía Trung Quốc tăng cường tấn công ngư dân Quảng Ngãi trên quần đảo Hoàng Sa. Và trong vòng 3 tháng qua, tỉnh này có 21 tàu cá với 136 ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công tại quần đảo này. Thưa quý vị, bản tin Người Việt tại ngoại cho biết cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston, Texas và vùng phụ cận đã tổ chức giải túc cầu. Vào thứ Bảy vừa qua, vào ngày 19 tháng 8, thì đã diễn ra trận đấu tranh tài giải túc cầu 2017 do ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Houston và vùng phụ cận tổ chức. Chương trình được ủng hộ của nhiều mạnh thường quân như là công ty V247 Power, Uno IPTV và cùng nhiều tiểu thương khác đã bảo trợ cho chương trình này. Nghi thức khai mạc chào cờ được diễn ra từ sáng sớm lúc 9 giờ với sự tham dự của 12 đội túc cầu tới từ khắp các nơi. Năm nay có thể nói đây là giải thi đấu thể thao ý nghĩa dành cho tất cả đồng hương yêu mến bộ môn túc cầu, đem lại sự gần gũi và niềm vui cũng như là sức khỏe cho những người tham dự. Qua đó, đồng hương người Mỹ gốc Việt có dịp giao lưu học hỏi và kết thêm tình thân hữu xa gần. Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2017 thì lễ trao giải cũng đã được diễn ra hết sức thành công và chúc mừng cho các đội đã may mắn xứng đáng giành được những giải thưởng quý giá sau thời gian kiên trì tập luyện thể chất cho giải túc cầu năm nay. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết về cơn bão Hato đã đổ bộ vào Macau, khiến cho 9 người bị thiệt mạng và nhiều người bị mất tích. Ngày 24 tháng 8, cơn bão cấp 10 Hato thuộc vào hàng lớn nhất trong lịch sử đã đổ bộ vào đảo Macau ở miền Nam Trung Quốc. Dân số chỉ có khoảng 600.000 người. Cơn bão đã tàn phá nhiều nhà cửa, xe cộ, cây cối và đặc biệt đã làm cho 9 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị mất tích. Các hãng tin tại Macau cho biết bão Hato là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Macau tính từ năm 1968 cho tới nay. Nhiều đoạn phim vật nạn đăng trên Internet cho thấy bão Hato đã khiến cho Macau bị mưa to gió lớn và đường phố tràn ngập cát mảnh vụn. Trước khi tới Macau, bão Hato cũng đã đổ bộ vào Hồng Kông gây ra nhiều thiệt hại tại nơi đây. Nhiều cây cối đã bị chốc gốc, đường phố ngập lụt và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Tin tức cho biết đã có 34 người ở Hồng Kông bị thương khi bão Hato tràn qua. Thưa quý vị, Hải quân nhiều nước Á Châu tiếp tục trợ giúp tìm kiếm các thủy thủ Hoa Kỳ bị mất tích. Tới ngày 24 tháng 8, thì nhiều nước ở Á Châu và lân cận như Singapore, Malaysia, Indonesia và Úc vẫn tiếp tục trợ giúp Hoa Kỳ để tìm kiếm các thủy thủ đã bị mất tích sau tai nạn một chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ đụng trúng một tàu chở dầu lớn ở phía đông Singapore. Hoa Kỳ và các nước nói trên đã đưa nhiều tàu, máy bay và người nhái tới tìm kiếm trong một khu vực trải rộng tới 5.500 km2 để tìm kiếm những người mất tích. Ngày 22 tháng 8, Hải quân Hoa Kỳ xác nhận đã tìm thấy một số thi thể của các thủy thủ mất tích ở bên trong những khu vực bị khóa kín trên chiến hạm USS John McCain sau khi chiến hạm này được kéo về căn cứ hải quân Changi của Singapore. Về phía Hải quân Hoa Kỳ không cho biết là đã tìm thấy bao nhiêu thi thể trên tàu, nên cho tới giờ theo tin chính thức thì vẫn còn 10 thủy thủ mất tích. Trong ngày 24 tháng 8 thì Hải quân Malaysia cũng đã tìm thấy một vài thi thể, nhưng sau đó được xác nhận không phải là của các thủy thủ Hoa Kỳ mất tích. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam và Á Châu, và sau một vài thông tin thương mại, Hoàng Quân và Cầu Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ, đời sống và giải trí.